Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chốt dịch gì nhằm đa tảng Bắc xa. Bất ngờ ba ứng cử viên thay Ten Hag dẫn dắt MU. Son Sa vén màn nội tình MU luôn có vài cầu thủ phá đội. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chốt dịch gì nhằm đa tảng Bắc xa. Báo chí Italia đưa tin MU đang cử tuyển trạch viên theo dõi những bước tiến của tiền đạo Joshua Zizzi ở Serie A. Ricci là một hiện tượng của Serie mùa giải 2023-2024 với 10 bàn thắng mà anh ghi được giúp Bologna viết chuyện cổ tích khi hiện diện trong top 4 và mơ giành suất dự C1. Trung phong 22 tuổi có khả năng hoạt động rất rộng, cầu thủ người Hà Lan được MU xem là giải pháp thay thế cho Ramut hay hoặc họ cùng xuất phát trong sơ đồ hai tiền đạo. Phía Bologna nâng giá của Ricci lên mức 60 triệu euro, MU sẽ phải cạnh tranh chuyển nhượng với Arsenal và AC Milan. Bayern Munich sẽ nhận được 50% khoản phí chuyển nhượng Ricci trong tương lai. Bayern Munich sẽ nhận 50% khoản phí chuyển nhượng Ricci trong tương lai. Ngoài ra, câu lạc bộ hộp xám xứ Bavaria có điều khoản được ưu tiên mua lại cầu thủ này với giá 40 triệu euro. Bên cạnh đó, giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết MU đang quan tâm đến tương lai của Junet Kunde, người có quan hệ không tốt với Barcelona. Kunde không hài lòng với vai trò hàng phòng ngự mà huấn luyện viên Xavi yêu cầu, dẫn đến hiệu suất không cao và hứng chịu nhiều chỉ trích. Theo Ficha Z, Barca sẵn sàng bán Kunde để cân bằng tài chính. MU cùng hai câu lạc bộ ngoài Anh khác là Chelsea và Liverpool rất quan tâm đến tình huống của trung vệ người Pháp. Bản thân Kunde cũng nhiều lần tỏ thái độ muốn sang ngoài Anh thi đấu. MU sẽ phải trả ít nhất 60 triệu euro cho Barca để sở hữu kiểu hậu vệ của Sevilla. Bất ngờ với ba ứng cử viên thay thế Ten Hag dẫn dắt MU qua mùa bóng thứ hai dẫn dắt đội bóng thành Manchester, Ten Hag đang phải đối diện với tương lai bất định với cuộc cách mạng toàn diện do đồng sở hữu mới của câu lạc bộ Sir Jim Ratcliffe phát động. Theo ESPN, sau khi MU thua ngược 1-3 trước Derby Manchester, các xếp lớn của đội ngũ tập đoàn Ineo đã lập danh sách rút gọn ba ứng cử viên tiềm năng để thay thế cho Erik Ten Hag. Hợp đồng của Erik Ten Hag với Quỷ Đỏ còn thời hạn đến năm 2025 nhưng nhiều ý kiến cho rằng Ten Hag có thể bất việc vào cuối mùa sau khi Sir Jim từ chối đảm bảo vị trí thuyền trưởng. Tập đoàn Ineo bắt đầu thực hiện những thay đổi sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo của MU. Omar Pereira được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, trong khi chiếc ghế giám đốc thể thao sẽ được dành cho Dan Edwards nếu ông rời Newcastle. Ban lãnh đạo mới của MU cũng sắp xếp xét việc thay đổi huấn luyện viên trưởng nên tương lai của Ten Hag được bàn bạc kỹ lưỡng. Các ứng cử viên nên thay thế đang chờ cuộc gọi từ ông Trafford Khá bất ngờ khi huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate nằm trong danh sách rút gọn, hợp đồng giữa Southgate và liên đoàn bóng đá Anh đến cuối năm nay sẽ hết hạn và đôi bên chưa có động thái ký tiếp theo. Hai ứng cử viên nặng ký khác mà bộ sậu của INEO nhắc đến là De Gea và Thomas Frank. Đây đều là những huấn luyện viên có kinh nghiệm chinh chiến ở ngoại hạng Anh nhưng chưa từng dẫn dắt đội bóng lớn. Roberto De Gea giúp Brighton tạo dựng lối chơi kiểm soát và tấn công ấn tượng dù nhân sự hạn chế với nguồn ngân sách hạn hẹp. Hiện De Gebi đang được nhiều câu lạc bộ quan tâm như Denver, Chelsea hay AC Thomas Fanh, tương đối thành công ở Brantford, giám đốc điều hành của tập đoàn Ineo Sirday Brantford, đánh giá cao chiến lược tuyển dụng của Thomas Fanh dựa trên dữ liệu chi tiết. Son sa vén màn nội tình MU luôn có vài cầu thủ phá đội. MU do Erik Ten Hag dẫn dắt đang trải qua một giải khó khăn, một bộ mặt khác hẳn so với năm đầu nhà cầm quân người Hà Lan dẫn dắt. Tuy nhiên, các vấn đề ở Quỷ Đỏ thời hậu Sir Alex Ferguson dường như không mới, với nhiều huấn luyện viên đã đến và đi nhưng họ vẫn chưa thể trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ole Sonsa, một con người luôn có chất DNA và màu u trong tim từ cầu thủ đến băng ghế huấn luyện, cũng đã phải rời Old Trafford trong sự bất lực và nỗi buồn thấu tâm can. Huyền thoại của Quỷ Đỏ bắt đầu được bổ nhiệm tạm quyền thay Mourinho bị sa thải vào tháng 11 năm 2018, trước khi trở thành thuyền trưởng chính thức của MU vào mùa hè năm 2019. Sau khi dẫn dắt MU vào bán kết Europa và đứng thứ hai ở ngoại Anh mùa giải đó, đội bóng của Sonsa để thua Villarreal ở chung kết Europa năm 2020. MU trở nên chật vật ở mùa giải tiếp theo và Solskjaer đã bị chạm vào tháng 11 năm 2021 sau thất bại 1-4 trước Watford khiến họ xếp thứ 7 ở ngoài Anh. Ở cuối chiều đại của Solskjaer, phòng thay đồ của MU bị dò rỉ những thông tin bất ổn, tiêu cực. Giờ đây đích thân Solskjaer vén màn nội tình của người đó. Tôi cảm thấy tôi và các thành viên của ban huấn luyện có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ nhưng luôn có một hai người trong đội dò rỉ mọi thứ ra bên ngoài vì họ không hài lòng. MU có một đội hình lớn và quá nhiều cầu thủ, mỗi trận tôi phải gạt đi khoảng 14 cái tên và sáng hôm sau bạn phải nói với họ rằng sẽ có cơ hội khác dành cho họ. Chỉ một số lần nhất định mới có thể nói tôi để bạn chơi ở trận đấu đó, bạn có cơ hội. Cuối cùng họ tỏ ra khó chịu. Sosa Sa thừa nhận mẫu bị xáo trộn lối chơi và sự trở đại của Ronaldo vào năm 2021. Ông nói Edison Cavani vốn đã nhuẩn nhuyễn trong đội hình MU là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi Ronaldo đến. Lúc nói chuyện với Ronaldo, cậu ấy bảo muốn chơi 3 phần 4 trận đấu vì biết mình cũng không còn trẻ. Nhưng khi bạn để lại Ronaldo ngồi dự bị một lần, cậu ấy sẽ không vui. Khi đội có bóng, việc có Ronaldo không gặp vấn đề gì, nhưng lúc Ronaldo không tham gia pressing, MU phải thay đổi một chút các vai trò khác nhau vốn đã quen thuộc. MU là một trong những đội chơi pressing cao nhất trước khi Ronaldo đến. Chúng tôi đã để Daniel James đi khi Ronaldo trở lại Old Trafford. Họ là mẫu hai cầu thủ khác nhau, nhưng tưởng đó là quyết định đúng đắn, hóa ra không phải. Kết quả, Son đã bị MU sa thải chỉ 3 tháng sau khi Ronaldo đến vì kết quả bết bát. Siêu sao người bộ được cho đích thân đã đòi câu lạc bộ phải chạm thầy cũng như là đồng đội cũ. Casemiro hoàn toàn cam kết và tập trung vào MU. Theo ký giả Fabrizio Romano khẳng định Casemiro đang tập trung hoàn toàn vào Manchester United nhưng vẫn còn những sự quan tâm đến từ giải bóng đá Ả Rập dành cho tiền vệ này. Ký giả người Ý cho biết vẫn có sự quan tâm đến từ giải bóng đá Ả Rập đối với tiền vệ Casemiro của Manchester United, chưa có gì tiến triển nhưng sự quan tâm đó vẫn còn đó sau khi họ đã thể hiện ý định của mình vào mùa hè năm ngoái. Vào tháng 10, tháng 11 có một số cuộc gọi đến người trung gian để tìm hiểu tình hình nhưng họ chưa bao giờ gọi điện trực tiếp đến Manchester United. Hãy chờ xem Man United sẽ quyết định thế nào với Casemiro trong những tháng tới. Hiện tại cầu thủ này vẫn hoàn toàn cáp kết và tập trung vào Manchester United, nhưng sự quan tâm đó vẫn còn đó. Vì vậy, hãy xem liệu các câu lạc bộ bóng đá Ả Rập có quay trở lại và đưa ra đề xuất cho Casemiro hay không. Cho đến nay chưa bao giờ có bất kỳ mối liên hệ hoặc đề nghị chính thức nào, nhưng tình hình của Casemiro dường như vẫn sẽ đáng chú ý vào mùa hè vì sự quan tâm đến từ bóng đá Ả Rập vẫn còn đó. Cặp cánh báo thủ của MU, hàng tiền đạo của Manchester United đang gieo rắc nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ. Dù đã đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp khu vực này, sau cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Sau khi đưa ra mút hơi nôn về Oxford, những tưởng Eric Ten Hag sẽ tạo ra tam tàu mới với tân binh người Đan Mạch đã cao nhất cùng với đôi cánh Marcus Rashford và Anthony. Tuy nhiên, những biến số đã xảy ra khiến cựu thuyền trưởng Ajax không kịp trở tay. Rashford dường như không thể hiện được những gì tốt nhất của mình ở mùa giải trước, không còn hình ảnh một ngôi sao sở hữu hàng loạt pha đi bóng đột biến và sở hữu số bàn thắng nhiều nhất câu lạc bộ. Với 30 pha lập công, Rashford đã quay lại với bản ngã của mình cách đây 2 năm khi liên tục vi phạm cơ hội. Ở trận derby Manchester vừa qua, ngôi sao người Anh đã tỏa sáng với siêu phẩm giúp Quỷ Đỏ khai thông thế bế tắc, nhưng trên thực tế, Radford thậm chí có thể làm tốt hơn, thậm chí định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1. Chỉ ít phút sau khi ghi bàn mở tỷ số, Bruno Fernandes đã tận dụng sai lầm của Ruben Dias để cướp bóng và thực hiện được chọc khe thuận lợi để số 10 băng xuống. Những tưởng đó là tình huống sở trường của Rashford khi anh tận dụng tốc độ để lao thẳng vào vòng cấm đối mặt với Ederson, nhưng rồi chàng trai sinh năm 1997 lại đã bóng hụt khiến cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Radford ở thời điểm hiện tại đã không còn duy trì được sự uy tín, cầu thủ người Anh chẳng khác nào phiên bản chạy cánh của Anthony Martial rất hời hợt và thiếu hiệu quả. Còn ở bên cánh đối diện, đến lúc này có thể khẳng định Anthony là một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử của quỷ đỏ. Không bàn thắng, không phát kiến tạo sau 21 lần ra sân ở ngoại Anh đủ để nói lên sự tệ hại của ngôi sao từng khiến MU phải duyệt chi số tiền 95 triệu euro. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Ten Hag ngày càng đặt nhiều niềm tin hơn vào Ganacho, điểm sáng đen noi cho hàng công quỷ đỏ có thể là Ramut Hoynun, cầu thủ đã ghi 7 bàn trong 6 lần ra sân liên tiếp tại ngoại hạng Anh. Nhưng thật đáng tiếc khi ngôi sao người Đan Mạch lại dính chấn thương ở giai đoạn quan trọng này. Nhìn chung, tình hình hàng tiền đạo của MU đang vô cùng bất ổn, dù nhận được sự hậu thuận lớn từ tập đoàn Ineo, nhưng họ cũng cần giải quyết tốt vấn đề thanh lý nhân sự nhằm cân bằng tài chính trước khi nghĩ đến kế hoạch bổ sung những tân binh. Trong trường hợp xấu nhất, mà U nên cân nhắc việc đưa Mason Greenwood trở lại, cầu thủ sinh năm 2001 hiện đang tỏa sáng tại Nariga và được nhiều đội bóng quan tâm. Việc bán Greenwood có thể giúp MU thu về số tiền lớn, nhưng nếu gọi anh quay về, hàng công của họ át hẳn sẽ có thêm một lựa chọn chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!